Dạ cha khó. Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 77 tương với phần 5 bài 27 quyển 2. Đầu tiên là từ khóc. Khu. Khu. Không dễ khóc. Bù rúng ý khu. Bù rúng ý khu. Khóc ra đi. Khu chu lái bà. Khu chu lái bà. Khóc rồi. Khu lở. Khu lở. Sao lại khóc vậy? Nguyên văn là làm sao khóc rồi? Giờ mà khu lở. Giờ mà khu lở. Mary, bạn sao lại khóc vậy? Má lì, ní giờ mà khu lở. Má lì, ní giờ mà khu lở. Ốm rồi à? Bình là mà. Bình là mà. Bây giờ là từ nhớ. Xiang. Xiang. Từ này đã từng học có nghĩa là muốn. Ở đây có nghĩa là nhớ. Tôi nhớ cậu ấy quá. Wǒ hǎo xiǎng tā. Wǒ hǎo xiǎng tā. Nhớ nhà rồi. Xiǎng jiā le. Xiǎng jiā le. Nhớ bố mẹ rồi. Xiǎng bà bà mā mǎ le. Xiǎng bà bà mā mǎ le. Hãy nhắc lại, Mary, bạn sao lại khóc vậy? Má lì, ní zěme khu lở. Má lì, ní zěme khu lở. Ốm rồi à? Bình là mà? Không phải, nhớ nhà rồi. Bú shì, xiáng jiā lě. Bú shì, xiáng jiā lě. Bây giờ là từ trống trải, tịch mịch. Chì mùa. Chì. Chì. Mùa. Mùa. Chì mùa. Chì mùa. Rất trống trải, rất tịch mịch. Khẩn chì mùa. Khẩn chì mùa. Cảm thấy rất trống trải, tịch mịch. Cảm đào khẩn chì mùa. Cảm đào khẩn chì mùa. Một mình cảm thấy rất tịch mịch. Ý cửa rấn cảm đào khẩn chì mùa. Ý cửa rấn cảm đào khẩn chì mùa. Bởi vì cảm thấy trống trải, tịch mịch. Yên vệ cảm đào chì mùa. Yên vệ cảm đào chì mùa. Hãy nhắc lại, Mary, mà sao lại khóc vậy? Má lì, ní zěme mà khu lở. Má lì, ní zěme mà khu lở. Ốm rồi à? Bình là mà? Không phải, nhớ nhà rồi. Bú shì, xiáng jiā lě. 不是想家了. Bởi vì cảm thấy trống trải. 因为感到寂寞. 因为感到寂寞. Bây giờ là từ tâm tình, tâm trạng. 心情. 心. 心.
情, 情, 心情, 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 心情怎么样? 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 心情怎么样?心情好点了吗？心情好点了吗？怎么样không tốt？心情不好。心情不好。bởi vì cảm thấy trống trải。因为感到寂寞。因为感到寂寞。tâm trạng không tốt。心情不好。心情不好。cho nên, hãy nghe và nhắc lại。所以。所。所。以。以。所以所以 cho nên tâm trạng mới không tốt 所以心情才不好所以心情才不好 cho nên mới cảm thấy trống trải 所以才感到寂寞所以才感到寂寞。cho nên đã không khóc, cho nên không có khóc. 所以没有哭。所以没哭。bây giờ là từ buồn, âm Hán Việt là khó qua. 难过。难。难。过。过难过难过 bây giờ rất buồn 现在很难过现在很难过 cảm thấy rất buồn 感到很难过感到很难过。hơi buồn。有点难过。有点难过。cho nên hơi buồn。所以有点难过。所以有点难过。Hãy nhắc lại từ đầu một lần nữa. Mary, mà sao lại khóc vậy? Mali, ni zen me ku le? Mali, ni zen me ku le? Ốm rồi à? Bình le ma? Không phải, nhớ nhà rồi. Bù shì, xiáng jia le.不是想家了。bởi vì cảm thấy trống trải。因为感到寂寞。因为感到寂寞。tâm trạng không tốt。心情不好。心情不好。cho nên hơi buồn. 所以有点难过。所以有点难过。bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, giám đốc.
服务员, 售货员, 经理。 欢迎, 欢迎。 một chai, 一瓶。 cửa hàng, 商店。 nghỉ ngơi, 休息。 Chỉ cần một cái thẻ điện thoại. 只要一张电话卡. Đi máy bay hay là tàu hỏa? 坐飞机还是火车? Lại thử thêm xem. 再试试. Đuổi chó, đuổi cẩu. 数狗, tắm, giặt quần áo, 洗澡, 洗衣服, chơi máy tính, 玩电脑, ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân dân. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân Quảng trường trung gian. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ rẽ trái. Tạo hồng lũy tân nở hoàng rúa quải. Bến xe buýt. Công cộng chỉ trơ trạm. Mua vé cho tôi. Cái búa mái phèo. Đánh thái cực quyền. Tả thái chí chuyến. Không hiểu nghĩa là gì, không hiểu là nghĩa gì. Bù đúng sư sớm mấy ý sư. Có khả năng là bị cảm rồi. Khả năng cảm mạo lọ. Biểu diễn tiết mục. Biểu diễn chiếm mũ. Tiến bộ rất lớn. Chiến bộ khẩn tả. Đề cao rất nhanh. Thí cao được khẩn khoải. Phát âm không chuẩn. Phát âm bù biêu chuẩn. Hơn nữa. Ở chìa. Cực kỳ nghiêm túc. Phê tráng rèn chân. Tắt máy. Quan chi. Gọi điện thoại đến chưa? Lấy điện thoại là mấy dấu. Thi đấu với đội đại diện lưu học sinh. Cơn lưu sứ sân đại biểu tuổi bị xài. Thua. Su. Tỷ số mấy mấy. Chỉ bí chỉ. Hai viên thuốc. Lãng phiền dạo. Tiêu chảy. La tủ dữ. Xét nghiệm phân. Hoài hẹn tả biển. Kết quả ra rồi. Chế của chú lái lợ. Lại kiểm tra cho anh một chút sau. Giải cái ní kiểm tra kiểm tra. Đã bị viêm đường ruột. Tớ là tráng yến. Kê một ít thuốc cho anh. Cái ní khai y xe yào.
tiêu hóa không tốt. Xiao hóa bù hảo. Tiêm một mũi cho anh. Cái ní tái ỉ chân. Sao khóc vậy? Sao mà khu lở? Cảm thấy trống trải. Cán thảo chỉ mùa. Nên buồn. Số ý nán của. Nhớ nhà rồi. Chẳng cha lở. Tâm trạng. Xin chứng.